Một vụ tai nạn vừa xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại khu vực cầu Rào thành phố Hải Phòng khiến hai mẹ con gặp nạn, trong đó người mẹ 67 tuổi bị xe tải chở thư báo đè chết tại chỗ. Theo công an quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải chở thư báo mang biển kiểm soát 29KT0238 di chuyển đến khu vực cầu Rào theo hướng từ quận Dương Kinh về trung tâm thành phố Hải Phòng thì bất ngờ bị mất lái nên va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 15B240487 của hai mẹ con đang chạy cùng chiều với xe ô tô. Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe tải tiếp tục tông vào lan can cầu rào trước khi lật nghiêng, đè lên người bà Phạm Thị Liền, 67 tuổi, trú tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, khiến người này tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải may mắn thoát chết khi chiếc xe này không bị rơi xuống khu vực sông Lạch Tray bên dưới. Theo một số người dân, vụ tai nạn rất khó hiểu bởi mặt cầu rào vốn hẹp, không có điểm cua nhưng chiếc xe tải lại bị lật. Nhiều người cho rằng thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn thì chiếc xe tải đã bị nổ lốp dẫn đến mất lái và lao vào thành cầu.